Wow. Uầy, lẻ lâu lắm rồi tôi mới được cái cảm giác này ấy. Ngồi đếm sắp ấy. Ngày xưa ngồi đếm đếm. À ngày xưa là ngủ. Ngày xưa là ngủ đây 4 nè. 5 6 này 7 nè. 8 9 1 tặng nữa thôi. Nào, làm cái gói ách cơn anh em đi. Tôi gỡ hết mấy con cộng 9 à rồi. Thì nếu như mà trong trường hợp ngày hôm nay mà like mà lên được 400.000 sub thì tôi sẽ chơi cộng 10. Còn Under Hera trước đi. Nào, Icon. Ôi, ra ngăm ngăm số 10 Roan đi nhô. Anh em chứ em. Ôi trời ơi. Con mẹ nó. Đây là sư phụ của Ronaldinho anh em ạ. À. Sư phụ của Ronaldinho, JJ Okocha. Rồi. Nào, top 20 đi. Mở. Mày. Xavi à? Ôi, 111. Bao nhiêu? 2-3 tỷ à? Cái này nó nằm ở top mấy vậy? Ôi, cái này tầm top 15 à? Top 15 không ạ? Mi. Đây, bắt đầu đâm nhẹ vài con 9 xem nào. Rồi. Của Lin à? Đúng không? Cờ là cờ Lin đúng không? Làm trao để cho thủ môn nên tham gia phạt góc. À, em đẩy cái xu hướng tấn công của đội lên cao nhất. Xong rồi em để thua một quả. Thì đến mấy tình huống cuối thủ môn nó sẽ lên tham gia phạt góc thôi. Nhưng mà đánh thủ môn đánh đầu khó lắm. Anh chưa giờ anh gặp luôn á. 814 rồi anh em ơi. Trời. Ui, em lộc lại cộng 9 rồi. Wow. Được. Không chê, cộng 9 không chê. Cộng 9 không bao giờ chê luôn. Uầy, tí nào là đập cộng 10 đấy anh em ạ. Tôi gỡ sẵn rồi, tầm này vào đội là đập được rồi đấy. Thế lại phải nạp rồi. Đây nè, sao 400 rồi? Sao các bạn hiện nhìn 400 à? Này. Đéo ai chơi thế. Nó vẫn hiện 399. Nào. Vẫn xấu tính. Hiện 400 á. Sao thế nhỉ? Là tôi thử vào kênh rồi là. TT đầu tiên nhá. Thật ai chơi thế. Mở. Tôi tính trước rồi, tôi biết kiểu gì không. Sao lại đi bộ? Saka. Cái Akanji. Đéo hiểu luôn à. Tại sao lại là Akanji? Cảm ơn Vũ 2K10 nhá. Con chào chú, cảm ơn vì lời khuyên của... Ơ kìa. Con 2K10 thật à? Mở. Mùa hot. Gì đây? Ui bác giờ. Ui 98 kìa các bạn ơi. Ui dồi ôi. 98. What the hell? Ui dồi ôi. Chịu rồi đấy. Ui dồi
em chịu luôn. Đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Ơi 399,977. Sao lại thế nhỉ? Nó hiện 400 rồi mà nó cứ đứng 977 nhỉ? Ê, nó hiện 400 này. Wow. Wow. Uầy, lẻ lâu lắm rồi tôi mới được cái cảm giác này ấy. Ngồi đếm sắp ấy. Ngày xưa ngồi đếm. À, ngày xưa là ngủ. Ngày xưa là ngủ đây, 4 nè. 5, 6 này, 7 này. 8, 9, 1 tăng nữa thôi. Ở kia. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đeo hiểu nó luôn. Mẹ. Nó lên 99 nó dừng lại là sao? Ngông ơi đừng đùa nữa. Nào ấy xong một tí còn đập thẻ nào. Muộn rồi. 10 giờ rồi. Mới. Xấu tính mãi cả trường luôn đấy. Mới. Không nhưng mà tính ra là nó lại hiện 399 rồi kìa. Bịp lại góc lửa thôi. Một ông nữa tôi là tôi sẽ tắt cái đấy đi luôn đấy. Thề. Một ông nữa là tôi sẽ tắt luôn đi đấy. Mẹ. Xấu tính thật sự. Nào thôi. Dỗi. Mà phải cần đây. Mở. Ôi trời ơi. Số 8 Canavazo. Úi trời em tưởng đã bắt rô luôn thì vãi cả đạn. Không như là gói ô gói ôn là mình mở ảo thế nhở. Nãy mình ra Okocha, của này ra Kana. Úi trời ơi, mẹ chịu đấy. Một ông nữa tôi sẽ tắt luôn cái đấy, tôi không đếm nữa luôn. Tôi tắt luôn. Tại vì tôi biết kiểu gì các ông trêu tôi. Quả đấy một, đúng một ông thôi. Thôi nào. Nào xong chúng ta tập trung thế nào. Chúng ta ấy nào. Sansuji. Cảm ơn Hoàng Đức Thịnh nhá. Mẹ tiếc thế nhở, sao cũng mở con Bazo cộng 8 nhở. Mẹ nổ tưng bừng luôn ấy. Cái này xếp theo vị trí đi. Mở. Cà rốt à. 110. 110 là 15 tỷ. 16 tỷ. Cà rốt này. Đấy. Mẹ lên 499 nó còn dứng lại nữa. Mẹ là cây chi. Đây rồi. Ôi. Cái màn hình này đã. Đấy. Rồi. Ôi, cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, cảm ơn anh em nhá. Lên 400 rồi. Tầm này thì công có hủy nữa. Tôi thì ôi, nó lên tận 402.000 á. Ôi nhiều đấy. Rồi. Rồi, tôi chụp ảnh rồi. Nhớ, lên fanpage nhá. Uầy, anh này trông mặt giống diễn viên điện ảnh vậy. Airwork điện ảnh. Airwork này. Về năm. Uầy, đều thế nhờ. Tiếp. Bradadick, đây hôm nọ có một bạn tặng con này đây. Con này đáng nhẽ mình định để đá đấy. Được rồi, đến lúc này thì hôm nay thì ăn mừng nó sâu xíu. Lương 5 mà hậu vệ khi đá cũng được ấy chứ, chèn vào là giảm lương mà. Ui trời ơi. Ăn mò kèo luôn. Hai con cộng 9. Ui Bradadick. Uầy. Tại sao không lên con khác nhở? Mẹ. Trời ơi. Sao không lên con khác? Ui thêm một kèo 10 nữa rồi. Uầy. Ui con này mà đá ngon đấy. Thề. Con này đá là ngon đấy. Nhưng mà cộng 10 thì ngon nữa.
Ôi anh em ơi, cho một xin một lời, cho xin một lời cổ vũ từ các anh em thiện lành nào. Xin một lời cổ vũ từ anh em thiện lành nào. Con này là có quả tóc đuôi ngựa đây, năm ngoái. Cảm ơn Phạm Việt Phương nhá, livestream vui vẻ nha idol. Thank you nhá, thank you em. Cái gì vậy, đúng anh em vừa mới cổ vũ phát lên tiếp luôn. Cái gì vậy, căng đét vậy anh em. Ui. Đúng không? Thấy mua lâu không? Đập thì nó vèo vèo ấy mà. Enjoy anh em ơi, hôm nay là cái ngày là lên được 400k sub đấy. Nó là một cột mốc. Cái cột mốc trong quá trình làm YouTube mình thì mình cũng chả cần nhiều đâu. 500k là mình cũng coi như là hoàn thiện rồi ấy. Nên là hy vọng là hôm nay cái bữa tiệc đập thẻ này anh em sẽ xem nó thật là vui vẻ thôi. Không có gì cả. Cả làng cùng vui. Mẹ nãy đập mấy con này tốn quá. Hôm nào búp được sức mạnh cho tôi thì cứ búp nhá. Còn ông nào mà toxic thì hôm sau xem clip thôi. Cảm ơn Kimochi nhá. Thử làm sao được anh. Anh là người nhà Garena mà. À chết. Nói thế là anh em tưởng thật chứ chết. Uống thuốc trợ tim á. Nãy giờ uống cà phê tim nó đập hơi nhanh. Không, tôi nói vui thôi. Người nhà cái gì. Mày mới đừng lên nữa. Mẹ nó cứ lên thôi. Mẹ đủ tiền không ấy nhở. Sao giống, trông giống đéo đủ tiền thế. Thôi trong trường hợp thật là bí thì mình phải ra ngoài. Hết mẹ cà phê rồi. Kèo 10. Mình sẽ bỏ qua Ramsey tại vì là nó không đủ phôi mất rồi. Thiếu đúng khoảng tầm 2 tỷ. Tầm này đến lúc anh em gõ lên rồi nhá anh em nhá. Anh em nào có tim, anh em nào có tay, anh em nào có cái gì đấy giơ hết được thì giơ hết lên đi anh em ơi. Chơi Braddick con đầu tiên về năm khó lắm không ạ. À? Đen thôi đỏ quên đi. Ôi giời ơi. Cam
Con này thì nếu như mà săn được một con nào đó đi một kèo rồi anh em ạ. Phá vỡ giới hạn của bản thân mình trong FIFA 4 bây giờ đúng thực sự là còn thiếu cộng 10, cộng 9 thì anh em thấy rồi ấy. Lay lên nhiều lắm rồi. Trời! Ui. Nếu như mà phát chính mà xịt thì cho em hồi về 9 nhá. Cho em làm lại lần nữa nào. Ander Herrera, nhân vật chính của đêm nay. Thôi thì bây giờ đã 12 rưỡi rồi. Hơn 4.000 anh em thì cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Hôm nay nó là cột mốc của mình ấy, 400.000 sub nên là hy vọng là nó sẽ có một cái kết nó đẹp đẹp tí. Ôi, Ander Herrera cộng 10. Tìm Man U đấy các ông ơi. Nào, cộng 10. Trời à! Lần nữa lần nữa. Không kẹp nữa. Kẹp làm cái gì? Đời người thì nó cho thêm mình một mạng nữa là mình chỉ chơi thôi. Cố gắng mạng này lên vậy. Không, đéo, bỏ bị đích. Để yên đấy. Đây này. Cơ hội cuối cùng này, thằng này vỗ tay lên rồi. Mấy thằng này thất bại là những cái kèo trước đấy. Thằng này vỗ tay, thằng này lên này. Anh Quang top 1. Mình nghĩ nó đéo lên được đâu. Khó lắm. Còn cánh nịt. Ui.